Chào tất cả mọi người. Đây để đây bộ ghim có pen cả tức mà. Nào, đây rồi. Ok. Đây. Mọi người chờ chút nhé. Thật ra là hôm nay là định thông báo cho mọi người một chút là có cái tin vui từ cục sở hữu trí tuệ. Đây để mình sẽ đấy nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Đâu có sữa rồi, có sữa rồi. Đáo mẹ đi nấu mì tôm nhanh lên. Khổ thế nhỉ? Rồi. Đấy nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Đấy nhá. Để cho mọi người xem cái một đi. Nào. Đấy, có mẹ mẹ không trông. Mẹ cháu đi có việc, thế là cháu lại phải. Đây. Thật sự là để phải nói cái về cái vụ của anh em mình. Nào. Đâu lúc đâu rồi? Đấy. Từ từ xin phép mọi người nhé. Khả năng thực tập. Đây. Trả nó về để kia đã. Nói chuyện với mọi người. Xin phép mọi người ngắt quãng trong vòng 2 phút thôi nhá, để mình đi trả cái thằng này cả. Nó chạy mất rồi. Không có gì đâu. Đây. Đây nha. Xin phép là đây sẽ cho mọi người xem cái giấy tờ của cục sở hữu trí tuệ nhá. Đây nhá. Tức là hôm nay là có một cái tin mừng, đó là cái việc mà anh em mình đã gửi đơn lên cục sở hữu trí tuệ, là thứ nhất là đã được chấp nhận rồi, và thứ hai nữa là đang bây giờ cục sở hữu trí tuệ đang gửi đến cái công văn đến cái công ty ASM ấy. Cái công ty ASM để mình sẽ đọc rõ cho mọi người xem nhá. Rồi, ngày 11 tháng 5 2021, cục sở hữu trí tuệ đã nhận được đơn số ... của ông Lê Mạnh Cường, địa chỉ Yên Hồng, Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội, đề nghị hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký số hiệu 384530, tức là giấy chứng nhận của nhãn hiệu Tama TV nha mọi người nhá. Đó. Ngày nộp đơn của họ là ngày 8 tháng 4 năm 2019. Ngày cấp là ngày 15 tháng 4 năm 2021. Ngày hết hạn hiệu lực là ngày 8 tháng 4 năm 2029, tức là 5 năm sau sau khi cấp văn bằng ấy. Đó.
là với nội dung nêu như trong tài liệu gửi kèm thì tí nữa mình sẽ cho mọi người xem nhé. Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị là công ty thông báo cho Cục Sở hữu trí tuệ ý kiến của mình, tức là ý kiến của công ty ISM về đề nghị hủy bỏ hiệu lực nêu trên. Nếu trong vòng 2 tháng mà công ty ISM không đưa được ra ý kiến của mình thì anh em mình sẽ có hy vọng là lấy lại được thương hiệu Tamao và giữ lại được kênh Tamao và ẩm thực Tamao và những kênh trong hệ thống kênh của mình nhá. Và đó là một cái thông tin rất là tốt từ Cục Sở hữu trí tuệ, và mình cũng muốn thông báo đến mọi người là nó là một cái tin vui, vì anh em mình thực sự là không muốn là nó lằng nhằng nó hay kêu gì cả, thì rất nhiều báo chí muốn lên phỏng vấn. Giả dụ như hôm qua thì có báo pháp luật và sở hữu trí tuệ, mình không rõ lắm là lên phỏng vấn, nhưng mà bây giờ là đang thời điểm Covid, thế nên là anh em mình cũng không tiếp được. Mà quên mất một điều là hôm trước đấy, từ đợi mình chút để mình giải cái cục nợ này cái. Hôm trước là mình có nói về cái luật sư X, thì thật ra là anh em mình là vướng vào cái vụ này là không phải là do luật sư X nha mọi người nhá. Mọi người đừng tức là đừng tấn công vào cái kênh của luật sư X đây. Tí nữa mình sẽ xong ra cho mọi người xem đây. Hôm trước luật sư X thì có họ Nguyễn nha, không phải họ Đỗ nha mọi người nhá, mà thật sự là mình chưa muốn công khai là cái người mà đã đăng ký mất của anh em mình. Họ không phải họ Nguyễn đấy, mà là họ Đỗ nha. Đấy, ai mà thắc mắc thì có thể search tên công ty của họ lên Google là sẽ biết. Mình xin phép một chút, đem giả cái thằng này ra. Từ từ nhá. Chờ có chồng một người, chờ mình một chút nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Xin lỗi vì lúc nãy có hơi một chút bận việc gia đình chút. Xin đính chính lại mọi người là cái luật sư X đây, để mình sẽ sâu ra nha. Đây. Từ từ chờ để quảng cáo đấy.
Đó là luật sư X là không 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 liên quan gì đến vụ của anh em mình nhá. Tại vì sao? Hôm trước là anh Nghĩa. Đây. Luật sư X là tên là Nghĩa nha mọi người nha. Đây. Anh ấy còn nhắn tin cho mình về vụ vụ này. Tức là mọi người lao vào hầu à không phải đấy mà tức là khi luật sư X là thuộc ở bên khác chứ không phải là thuộc thuộc bên công ty đang chiếm quyền sở hữu của anh em mình nhá, thế nên là mọi người đừng đừng lao lao vào đó một chút, lao vào để nói luật sư X. Thật ra là mình cũng không không rõ là như thế nào cả, nhưng mà hôm trước là mình có ví dụ ở trên kênh thôi. Đó. Mình có ví dụ ở trên kênh là một luật sư X nào đó. Đó. Và đây. Đó, bây giờ mình sẽ nói lại cái đâu nhỉ? Đây rồi, đây rồi. Bây giờ mình sẽ nói lại cái vụ của anh em mình. Đây là cái giấy mà cục sở hữu trí tuệ gửi cho công ty ASM khi mà họ không có được chứng cứ hay là bằng chứng gì về quyền sở hữu của thương hiệu Tama TV, thì anh em mình sẽ có hy vọng là sẽ đòi lại được đó, đòi lại được cái thương hiệu Tama TV. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì là anh em mình chỉ có mỗi cái giấy thông báo của cục sở hữu trí tuệ đây đấy nhá, cho mọi người xem lại một chút nhá. Đây là giấy thông báo của cục sở hữu trí tuệ gửi đến công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và công nghệ ASM, cái người mà đăng ký thương hiệu Tamao của anh em mình và rất nhiều cái thương hiệu khác, từ những kênh YouTube lớn rồi những kênh bán hàng lớn và những thương hiệu bán hàng. Mặc dù là không biết là họ đăng ký vì cái mục đích gì, nhưng mà với pháp luật hiện tại thì anh em mình chỉ hy vọng là sẽ lấy lại được thương hiệu Tama TV. Và nếu ai biết về công ty ASM thì sẽ biết là họ hoạt động ra sao và hoạt động về lĩnh vực gì. Đấy. Và riêng riêng như anh em mình ấy, là đã dính về một cái là thương hiệu Tama TV đã bị công ty ASM đăng ký sở hữu. Đăng ký sở hữu thì mình cũng khá là buồn rất là nhiều ngày hôm nay rồi. Và có một cái nữa là thật sự là cũng muốn là những ai làm thương hiệu, giả dụ như mình có tìm hiểu có gạo FT25 của Việt Nam này, khi sang đến đất Mỹ này khi bị họ đăng ký mất thương hiệu là cũng không biết làm nào. Thật sự là cái đấy cũng là một cái là chê trách khi mình làm YouTube, như giả dụ như anh em mình làm YouTube thì làm gì biết là nên phải đăng ký thương hiệu từ đầu đâu. Nó rất là khó cái là khi mình xuất phát điểm từ từ quê thì ai nghĩ đến cái việc là thương hiệu là gì, thương hiệu là cái gì, tên kênh anh em mình đặt rồi, đặt là như thế, anh nghĩ đến việc mà cái có khi là cái tên của mình người khác bắt đổi thành tên khác đó, rất là khó cái đấy, là vì không biết mà không biết.
Thế nên là nó cũng khó khó cái là nhiều cái đây. Rất nhiều hôm nay giả dụ như cục sở hữu trí tuệ, giả dụ như anh em mình có thể thu kiện trong cái vụ này, nhưng mà quyết là không, sẽ không thương lượng, là không thương lượng với anh em nhà họ Đỗ đấy. Thật sự là vì mình biết là anh em nhà nó là đã làm rất nhiều thương hiệu, đăng ký rất nhiều thương hiệu khác, và mình còn biết nhiều cái là anh em nó đã kiếm được một số tiền rất là nhiều. Để mình đọc lại một cái sự tốt ở trong trong cái Facebook của nó nhé. Nó là một cái luật sư, thằng này nó là một luật sư có tiếng ở Việt Nam luôn, cực kỳ có tiếng, lên VTV rất nhiều rồi và lên đài truyền hình rất nhiều rồi. Nó cực kỳ am hiểu về luật pháp là thứ nhất, và thứ hai là nó lách luật cực kỳ tốt đó. Ai ai cũng sợ nó hết, mình sợ một ngày nào đó nó giết kênh của mình. Nhưng mà giết kênh thì mình sẽ bắt đầu lại thôi. Ủa, nó ẩn à? Đây. Nó có thể là một luật sư giỏi, nhưng mà nói chung là về mình cũng không 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 muốn nói gì về nhiều cả. Nó là một vụ kiện có thể đủ ăn cả năm cơ mà. Đâu nhỉ, đâu nhỉ, đâu nhỉ? Để mình tìm lại một chút nhé. Bài viết của nó từ 2019 mà đã có người chửi là thất đức lắm thằng luật sư. Nói chung là thất đức thật, không có đạo đức luôn. Mình nói thật là khi mà gửi, mình xin phép mọi người nhé, mình cũng hơi khá là bức xúc một chút, là mình xin gửi một cái lời đến hai anh em nhà nó, là bây giờ là không xưng ông tôi là chúng mày nữa rồi. Bọn mày thật sự là khi mà cái đạo đức, nói chung là anh Độ nói là nhỉ, phải mở lại cái câu anh Độ nói nó mới mới chất thật. Vì tiền mà chúng nó bán hết mọi thứ rồi, rồi để sao, rồi để kiếm tiền này, kiếm nói chung là vì kiếm tiền mà chúng nó có thể bán hết mọi thứ. Nó là một luật sư giỏi, họ Đỗ cũng có phải là một đấy. Nó thật ra như như mình quen rất nhiều anh em họ Đỗ. Hôm trước thấy có một status đăng lên bảo mình bảo là anh em họ Đỗ, thế là mấy ông bạn mình cũng họ Đỗ nhắn tin chửi mình bảo ông có làm luật sư không, ông vơ vào mình đang bảo là anh em họ Đỗ, một ông làm luật sư, một ông làm ông anh làm giám đốc để đi chiếm của người ta. Nhưng mà các bạn mẹ mày chửi họ Đỗ à, điên, ai chửi họ Đỗ đâu, ai chửi họ Đỗ đâu. Nhưng mà tự dưng họ Đỗ lại sinh ra Đỗ từ ngày xưa nhá, chữ Đỗ cực kỳ, nó phải nói là nhà khi mà lên đến
đã giảng đỗ đại học, đỗ kỹ sư, đỗ bất cứ một thứ gì đó, họ đỗ là một cực kỳ tuyệt vời, nhưng mà lại sinh ra hai cái con tinh trùng khuyết tật, đó là đỗ xx và đỗ xx. Bọn nó chó chính nhiều, bọn nó kiếm ở, tức là cái công ty của chúng nó, công ty chúng nó kiếm kiếm tiền thì mình không biết, và cái công việc của công ty không biết, nhưng mà chuyên đi là thế, nên là mình muốn nói đến là mọi người nên là khi mà đã sinh ra đứa con tinh thần gì đó, nên đăng ký một cái giấy khai sinh cho nó. Giấy khai sinh là thứ nhất, mà thứ hai nữa là nên 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 dừng quên bố mất. Tưởng bây giờ nó kiểu cái tính bức xúc trong người nó cao quá. Đấy. Lại tự dưng bây giờ không tìm được cái phây nó nữa. Nó khóa mẹ phây rồi. Phây mình nhá. Rồi. Mẹ nó chứ. Nó chơi chết. Chết đi sống lại rồi. Nhưng mà không 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 chơi được phây mình. Chơi được. Nói chung là mày cứ report phây ra đi. Nếu mà report không chết là tao đăng lên page ấy. Mày report được page ấy, thì tao phải chịu. Mà report được page nữa tao đăng lên kênh. Thế nên là có những người bảo anh em mình tạo 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 cái gì drama để nổi tiếng ấy. Đấy đấy, cứ xem nè, đây nhá, giấy của cục sở hữu trí tuệ về cái việc vụ việc của anh em mình nhá. Đây, giấu đàng hoàng, đây là cái giấy photo, thế nên là giấy scan, ảnh chụp scan ra mình ra. Còn nếu muốn xem bản gốc thì mai mình sẽ cho mọi người xem cái bản gốc nhá. Đấy, ai bảo là tạo drama để làm cái gì, làm cái gì. Thế nên là từ cái vụ việc của anh Độ Michi này là đến cái vụ của anh em mình, thế nên là mọi người phải cẩn thận khi đã tạo được một cái gì. Tại sao nhá, tại sao các sắc ở trên cái chương trình mà tự dưng quên mất, các sắc đều hỏi các thí sinh là thế đã sinh ra cái sản phẩm đấy, thế đã đăng ký bản quyền chưa, đăng ký bản quyền thương hiệu chưa. Đấy, cái đấy là một là cái chuẩn chuẩn đấy. Khi mà không đăng ký bảo thương hiệu của mình có thể bị chúng nó cắn bất cứ lúc nào. Nhưng mà cái này thì không thể trách được ai cả, trách mình là cái đầu tiên. Thứ nhất là không hiểu biết đó, không hiểu biết là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là người ta lợi dụng cái không hiểu biết của mình để mà làm cái việc, giả dụ mình có quen một người làm vì thương hiệu ra khá là gọi là có tiền đấy, khá là có tiền đấy, nhưng mà ở nước nước khác thì họ mà có đăng ký thương hiệu rồi, nhưng mà sau khi về Việt Nam ấy, về Việt Nam là chưa kịp làm thì người ta đăng ký mất, bây giờ vẫn phải bán chui bán lủi, không kiện được, không làm gì được, không làm gì được, bán chui bán lủi luôn. Nếu mà bán công khai cái thằng nó đăng ký thương hiệu đấy, nó kiện chết, nó kiện chết toi luôn đấy. Đấy, thế nên là rất là khó luôn. Học được vụ gì sau vụ Nô Phước Thịnh bị kiện, Nô Phước Thịnh bị kiện à? Bản quyền à đây, đọc qua cái. Tại lướt, lướt trang Facebook của nó đâu. Bài học thứ nhất, không có gì trên đời này là miễn phí. À đúng không? Trên đời này làm gì có miễn phí đâu.
Bài học thứ hai, đừng dùng đồ có sẵn khi không biết luật. Thì bọn mày biết luật thì bọn mày có thể dùng được mà. Bài học thứ ba, vận dụng. Đây này, cho mọi người xem. Ký sự bảo hộ thương hiệu. Ký sự bảo hộ thương hiệu. Đấy, bài học thứ nhất. Không có gì, không có thứ gì trên đời này là miễn phí. Cái này đúng rồi. Bài học thứ hai, đừng dùng đồ có sẵn khi không biết luật. Thì là bọn nó chuyên dùng đồ có sẵn khi chúng nó biết luật. Đấy, cái câu này rất ẩn ý nhá. Đừng dùng đồ có sẵn nếu không biết luật. Đấy, chúng nó biết luật, thế nên là chúng nó dùng đồ có sẵn. Đấy. Bài học thứ ba, vận rủi thường xuất hiện khi ta nổi tiếng. Đấy, cái này rất là đấy nhá, rất là ẩn ý nhá. Khi ta nổi tiếng, nhiều cái vận rủi xuất hiện. Đấy, xuất hiện vì chúng mày chứ gái. Đấy, bài học thứ tư, hãy cẩn thận với bản quyền. Đó, bản quyền nhá, nó có rất nhiều loại bản quyền. Bản quyền thương hiệu là cái anh em mình chưa bao giờ biết đến hay chưa bao giờ để ý cả. Còn bản quyền trên YouTube thì anh em mình sẵn sàng có thể dập bất cứ ai rồi. Dập bất cứ cái gì có thể liên quan mà anh em mình có thể làm được. Giả dụ có những đợt mình định làm mà có những người react của anh em mình ấy, thì anh em mình có thể dập được kể cả bất cứ hình ảnh nào, hoặc bất cứ cái hình ảnh hoặc là một đoạn video nào xuất hiện trên kênh nào, mình có thể dập được. Nhưng đó là cái bản quyền về hình ảnh trên YouTube. Còn bản quyền thương hiệu thì mình chưa bao giờ biết đến. Đến cách đây khoảng tầm nửa tháng thì bị bọn nó chơi, thì thấy tác cửa sổ là Facebook. À, lộ. Thật sự là tên của anh em bọn nó thì hay lắm, có thấy chữ gì đâu. Hello bạn, chào tất cả mọi người nhá. Thôi lan man lương thiên nhiều quá, bây giờ sẽ sang trả lời comment của anh em nhá. Trả lời, mình sẽ đọc comment để trả lời nhá. Chờ chút. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cái đấy là điều đương nhiên rồi. Thằng luật sư Đỗ Công mà. Thật ra là mọi người xem thì mọi người sẽ hiểu. Và cái thứ hai đó, mình muốn nói là mấy hôm nay là rất nhiều những kênh mà đăng về cái tin anh em mình kia, thì những cái tin nào mà thôi rồi, cái này để sau mình nói đây. Duyên nợ nào khiến Mao Ca đến với Mao Đệ? Thật sự mình đến với Mao Đệ là nó ở một cái kiểu như, thật sự là nó có một cái duyên, nó một cái duyên cực kỳ luôn. Khi mà mình làm đúng, phải khi một con người mà đúng thời, đúng thế, đúng nó phải nói như thế nào, khi mình gặp Mao Đệ là khi đấy là mình làm re-up nó không được thuận lợi nữa, nó nói chung là không làm được nữa. Và cái thứ hai, nói chung nó có nhiều cái yếu tố kết hợp lắm. Sau đó thì mình có làm với Mao Đệ thì đến khoảng tầm một mới đầu là làm với Mao Đệ, là cái video đầu tiên ấy, không phải là cái video tròn vuông tam giác mà đi cắt tóc đâu. Có thể cho mọi người xem qua một chút về cái video đó nhé. Đây,
đây là video đầu tiên, nhưng mà mình sẽ không bật tiếng, không bật đấy lên, sợ là sẽ có ai nói gì đó. Đâu, chờ. Đây, sẽ cho mọi người toàn nghe đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đời mẹ ăn ngọt, đời con tiểu đường. Cái này nó là vui mà. Cái video đầu tiên có phải video máu đệ sống trong rừng hai anh em dùng nỏ bắn vịt không? Vẫn không phải. Tức là như thế này. Đầu tiên ấy, là anh em mình với Mao Đệ là chưa làm đến làm cái thị trường Việt Nam đâu, mà cái đầu tiên ấy làm ấy là anh em mình làm có với làm với thằng béo thì sau đó ấy, thì làm được có khoảng tầm 2-3 video thì mình mới bảo là tại sao không làm cho Mao Đệ một cái kênh Việt Nam, vì mình thấy nó cực kỳ thông minh với lại cực kỳ hiểu biết ấy. Thế là mình mới tạo cho nó một kênh. Khi mà cái kênh đấy nó bắt đầu được thành lập ấy, thì không có thời gian để mà làm không có thời gian để mà làm cái sinh tồn như ngày xưa ấy. Đây cho mọi người xem cái video đầu tiên này, hình như sẽ vẫn còn tồn tại trên Facebook. Đó. Không còn, chưa bị mất rồi. Khả năng phải mở cái máy trước của mình thì mình lưu lại hết máy các video mà. Đấy. Video đấy là để đâu nhỉ? Thôi để hôm sau mình sẽ cho xem những cái video đầu tiên. Ui, nó phê lắm, nó cảm giác nó bây giờ nhớ lại nó vẫn đấy lắm. Đấy. Thì bây giờ sẽ cho mọi người xem vài cái về cái đấy chưa? Ai mà làm video về anh em mình thì tầm màu đó, mình sẽ chọn một kênh bất kỳ để cho mọi người xem về cái đây có một cái kênh nào đấy, đây NTD công nghệ sự thật Tama TV mất kênh, người đứng đằng sau là ai, danh tính người cướp kênh Tama TV. Đấy, mình sẽ xem thử một cái kênh dưới này nhá. Đây là cái kênh luật sư X mà mọi người vào chửi quá rồi luôn. Nhưng mà thật sự là luật sư X họ Nguyễn nhá. Họ Nguyễn không phải họ Đỗ đâu. Đây mình sẽ xem thử cái video này nhá. Đây mình bật luôn thì không lại bảo là mình đổi tác. Đấy. In tiếp để nói về vụ kiện giữa mình công ty mà đã đăng ký mất cái thương hiệu TV của nhà mình. Đây anh đây nhá, từ nhá có rất là nhiều cái mình biết đấy, là đây rồi ôi đây nhá, đây cho mọi người nhá. Đây mình sẽ đây là video của một kênh nào đó ở trên YouTube, không biết và mình cũng không kêu cả, tại vì
hai cái thằng mình đang nói đang chửi nó đỡ, không phải là nhiều anh em bảo luật sư ít thế này thế nào, nhưng mà mình thật ra là mình cũng không biết cái đơn để đề nghị hủy văn bằng của công ty AMM nhá, cái NTD công nghệ ấy, nó chỉ là biện hộ của chủ sở hữu thôi, nhưng mà ông đây là một kênh mình mở bất kỳ trên YouTube đấy nhá. Là em trai của cái thằng, nói chung là hai thằng họ đúng đấy, thật sự luôn là em trai của chúng nó là một cái công ty gia đình. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chắc hẳn tất cả các bạn xem video này thì hầu như ai cũng biết đến cái thương hiệu ẩm thực Tam Mao cũng như là Tam Mao TV của hai anh em mà bạn Tam Mao TV này. Đính chính với mọi người, đây là cái video mình xem bất kỳ trên YouTube nha, mở ra cho mọi người xem thôi. Mở ra cho mọi người xem là khi mình đang muốn là xem là trên cộng đồng mạng hoặc là tất cả mọi người ý kiến gì về cái việc này. Đây là mình sẽ mở cho mọi người xem về cái vụ việc này khi một người không biết gì về anh em mình và một người gọi là ở trên cộng đồng mạng nói như thế nào nhá. Tiếp tục. Bị một công ty nào đó đang đăng ký bảo hộ thương hiệu cái nhãn hiệu thương hiệu Tam Mao TV và đang có ý định là muốn đánh sập kênh Tam Mao TV với mục đích là đòi tiền để mua lại cái quyền sử dụng thương hiệu này. Thì sau một cái thời gian tìm hiểu trên các cái video của anh Cường trên kênh Tam Mao TV, mình có tìm hiểu ra là cái công ty mà anh Cường anh đang nói đến nó là công ty ASM nhỉ? Cái công ty ASM là công ty nào? Đó, thì các bạn xem đoạn video trước các bạn thấy lên chúng mình tìm hiểu ra thì công ty mà anh Cường anh đang nói đến là công ty này. Tại sao mình lại khẳng định đây là công ty này, bởi vì cái người đại diện pháp luật của công ty này chính là Đỗ Quang Minh, và cái người họ Đỗ trong cái video mà anh Cường anh nói thì đó chính là cái ông Đỗ Quang Minh này, và cái công ty này chính là công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và công nghệ AM. Đó, hiện tại công ty này đã tồn tại và đăng ký được khoảng hơn 2 năm rồi các bạn nhé. Và cái địa chỉ của công ty này là ở phòng 1704 tầng 17 số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội nhé các bạn nhé. Đây trên bản đồ thì mình cũng search được cái tòa nhà của văn phòng này luôn. Đây nó nằm ở trên quận Cầu Giấy của Hà Nội nhé. Thực sự là mình cũng rất bức xúc về cái việc mà kênh Tam Mao TV đang bị nhận bản quyền về hình ảnh thương hiệu sở hữu trí tuệ này, thì thực sự là không thể chấp nhận được các bạn. Đây là một hình thức đi cướp trắng trên cái công lao động người khác nhé. Đây là cái địa chỉ của cái ông Đỗ Quang Minh này, thì ông này là quê người Phú Thọ các bạn nhé. Khu 9 xã Yên Thuận, huyện Hà Hòa, tỉnh Phú Thọ. Thì ông này ông ấy là chủ, người đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn và truyền thông và công nghệ AM này. Đó. Thì ông này ông thành lập mở ra cái công ty này, và hiện tại cái công ty này, cái ông này đang đi đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ của Việt Nam rất nhiều các thương hiệu kênh YouTube Việt Nam. Hiện tại rất nhiều kênh YouTube Việt Nam đang đứng trong nguy cơ là cái ông này ông ấy chơi xấu nhá, đi nhận này xong bắt đầu là lấy cái bản quyền trên YouTube và đòi cái người chủ kênh này phải bỏ tiền ra để mua lại cái thương hiệu này. Thực sự là một hành động chơi rất xấu. Mình cũng không tiện để tìm hiểu rõ hơn nữa về hình ảnh của cái ông này, thì mình cũng không muốn đưa cái hình ảnh chính xác của cái cá nhân để làm gì cả. Nhưng mà đây là những thông tin mà mình tìm hiểu được về công ty ASM này và cái người chủ sở hữu này, ông này về quản lý của thông. Rồi nếu các bạn có ý kiến thì hãy để lại comment phần bình luận cho mình biết thêm nhé. Mình cũng rất bức xúc về cái vấn đề hiện tại của anh Cường trên kênh Tam Mao TV đang gặp phải nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video mình hay thì hãy cho mình xin một like, một share để ủng hộ anh Cường trên kênh Tam Mao TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Đấy là một cái mà ở trên bây giờ search về Tam Mao TV là nó sẽ hiện ra nhé. Tức là khi mình đang muốn là cho mọi người xem là cái gì đó về mọi người tìm hiểu về Tam Mao TV, về ai đó đã làm về anh em mình. Thực ra là rất là nhiều cái ý kiến trái chiều hoặc là ý kiến nhiều cái bảo là anh em mình tạo cái gì đó để nổi tiếng là được. Rồi bây giờ nhá, ngày xưa đây cho mọi người xem nhá. Ngày xưa nhá, đây mở một cái tab mới. Ngày xưa search Tam Mao TV ở trên Google, Tam Mao đó,
search Tama TV ở trên Google. Đó, sẽ chỉ ra Tama TV của kênh anh em mình. Bây giờ lại xuất hiện một cái trang Tama TV nào đó nói về bóng đá đây nhá, để cho mình sẽ lấy vào. Đấy. Đấy, phát trực tiếp. Đấy, soi kèo bóng đá này. Đâu nhỉ? Soi kèo ở đâu nhỉ? À, bỏ ra. Đấy. Đâu nhỉ? Từ. Cái trang này là mình không biết của ai đâu nhá. Anh em đừng có bảo là của anh em mình làm về bóng đá để soi cầu bóng đá. Đấy, hôm trước là nó có soi cầu đấy. Mình vừa nói cái nó bỏ rồi. À, soi cầu bóng đá này. Còn mình thì không bao giờ. Thứ nhất là mình không bao giờ làm ra những cái trang mà thứ nhất là về mình thì cũng yêu bóng đá, yêu thể thao Việt Nam. Nhưng mà không bao giờ mình làm những trang bóng đá về thứ nhất là soi cầu bóng đá để cho cá cược là thứ nhất. Mình có, nói chung ngày xưa mình cũng chơi cờ bạc cũng khá là nhiều. Cũng có chơi cờ bạc, chơi kia. Nhưng mà chưa bao giờ mình, nếu mà ai có thể tìm hiểu trên kênh mình mà đăng ký, mình mà quảng cáo cờ bạc hay là làm bất cứ một thứ gì đó liên quan đến cờ bạc ở trên kênh, mình sẵn sàng đền bao nhiêu tùy thích. Đấy. Ngày trước nha, có cái trang gọi là, mình cứ tạm gọi là cá độ đi, có rất nhiều trang cá độ, mà có những trang gọi là chính thống luôn, gọi là làm của giao dịch quyền nhị phân. Mình mà cái đấy tôi biết lâu rồi, nó như cờ bạc thôi. Thế nên là mình không bao giờ làm, mà 1 phút trong video nó trả mình 3.000 đô. Wow, cào vãi đái. Ngày đấy mình làm nhá, đầu tiên nhá, kể với mọi người cái ngày từ ngày xưa anh em mình làm quảng cáo nhá. Đầu tiên á, khi làm tham bao thì mình nghĩ đến cái việc gì làm quảng cáo đâu. Quảng cáo nhá, tức là cái lúc đấy mình chỉ suy nghĩ một điều thôi, tự nhiên lại có người trả tiền làm quảng cáo cho mình, mà mình lại có video đăng lên kênh. Đấy, vẫn có tiền từ YouTube trả về, thì tại sao mình không làm? Thế là đầu tiên là nhận quảng cáo, đầu tiên là 5 triệu. Đấy, đầu tiên nha, làm quảng cáo có 5 triệu thôi. 5 triệu là cái hôm đấy là làm quảng cáo cho ai nhỉ? Đúng rồi. Bột trắng răng gì ấy. Nhưng mà mình đã tìm hiểu cái sản phẩm đấy rồi. Tìm hiểu cái sản phẩm bột trắng răng đấy rồi thì mình mới làm. Đấy. Thì mình mới làm. Xong làm ấy, làm là đợt sau là lấy đợt sau nữa là làm cho Pega. Pega là đầu tiên là lấy có 10 triệu hay 15 triệu này. 10 triệu. Mình chỉ suy nghĩ đúng một điều là ngày đấy nhá. Ngày đấy ngu quá. Người ta nhận bọn nó nhá, toàn 60 triệu thôi. Mình nhận có 10 triệu. Mình bảo không phải là mình nhận 10 triệu đâu, mà tại vì cái bọn nó đến gọi đến ấy, nó cứ bảo là nó cứ này anh làm với em thế này thế nọ thế kia. Thì tính mình thì mình hay tin người lắm. Mình hay tin người, người ta nói cái gì này, người ta nói cái gì này. Anh em mình thì không có ekip, mà không có người đứng sau, không có người truyền thông hay cái gì cả. Thì cứ gọi điện đi, trao đổi đi, bảo thì làm cho mình. Ok. Ok thì sau làm kiểu lúc đấy view nhiều mà. Lúc đấy toàn 3 đến 4 triệu view một ngày thôi. Toàn 3 đến 4 triệu view một ngày, người ta cũng thấy ác chiến. Mà anh em mình làm quảng cáo là ít. Mình là chính ra mình cực kỳ ít nhận quảng cáo nhé. Những cái gì phù hợp này, và những cái gì mang lại lợi ích. Đấy, mang lại lợi ích cho mọi người là thứ nhất.
mà khi mình làm quảng cáo ấy là phải mang lại cái lợi ích cho cái người mình làm quảng cáo. Giả dụ bên B thuê bên mình làm quảng cáo, mình thấy bảo là không có nó lợi, không bao giờ mình làm. Giả dụ nhá, có những cái nhà hàng mời anh em mình xuống làm quảng cáo giả 30-40 triệu, mình bảo mình phải hỏi trước là anh ơi, thế bây giờ anh làm nhà hàng đấy là có hệ thống chưa, mà có cái gì mất cái này không gì đó anh ơi có làm ở đấy có anh làm có hệ thống chưa, hay là chỉ có một nhà hàng ở đây. Bảo thế anh ấy bảo là anh vừa làm có mỗi một cái nhà hàng đấy thôi, muốn bảo anh em bọn em sang làm quảng cáo cho anh, làm review nhà hàng ấy với kia. Thì em mới bảo là thì đầu tiên bọn em làm quảng cáo ấy, thì thứ nhất là bây giờ nhà hàng anh là phải buôn bán cái gì, là thứ nhất buôn bán cái gì. Giả dụ làm hàng ăn ấy là nhà hàng ấy là giả dụ nhá, làm về món gì các kiểu ấy, mình phải xem thực đơn này, là xem giá cả như thế nào và chất lượng như thế nào thì mình mới làm quảng cáo. Và cái thứ hai nữa là khi mình làm quảng cáo ấy là có lợi ích cho người ta hay không. Giả dụ như người ta có mỗi một cái nhà hàng ở chỗ này chẳng hạn, thì bây giờ anh chưa có chua cửa hàng thì bọn em làm ấy, thì không có lợi nhuận đâu, thế nên là em không làm. Mà kể cả anh bảo em làm đến giá 5 triệu hay là 30 triệu hay 40 triệu em không làm. Tại vì sao? Không mang lại lợi ích cho anh. Khi mà giả dụ một cái nhé, rất là đơn giản thôi. Mình làm quảng cáo cho bạn Phúc Hải Sản rất là nhiều, đúng không? Mọi người thấy anh em mình ăn hải sản đều là từ bạn Phúc Hải Sản, đúng không? Nó có một cái cơ duyên như này, tức là bạn Phúc ấy là một cái buôn bán hải sản từ nước ngoài về, tức là không lớn như mọi người, là không lớn như những cửa hàng những cái đơn vị lớn khác. Nhưng mà cái đầu tiên ấy là khi mình quen trên mạng thì bạn ấy có hỏi thăm, có nói chuyện với mình, thì có bảo là mình xuống đó thì ăn thử hải sản đấy. Sau đầu tiên là mình có ăn thử cua của bạn đấy, thì nói thật ra về cái chất lượng hải sản từ nước ngoài đổ về từ bạn Phúc Hải Sản ấy, thực sự là chưa bao giờ làm mình thất vọng cả. Thế nên là mình mới tất cả những video làm hải sản thì mình đều nói đến bạn Phúc. Chưa bao giờ là mình làm cái quảng cáo hải sản cho bạn Phúc là mình lấy tiền cả nhá. Không đồng nhá, free nhá. Free. Mình thề trên danh dị dự tất cả họ hàng anh dì chú bác nhà mình luôn. Nếu mà mình nói sai cả làng mình chết, cả nhà mình chết luôn. Tức là khi một cái sản phẩm tốt, mình luôn luôn là muốn mọi người dùng tốt, dùng được cái đồ tốt. Mất tiền mà giả dụ mất tiền mà không có được cái sản phẩm tốt ấy, thì nó cay lắm, nó bực mình lắm, nó ấm ức ấy. Nhưng mà khi anh em mình sử dụng được một cái sản phẩm tốt, giả dụ như khi dùng cái sản phẩm của bạn Phúc Hải Sản ấy, mình thấy là nó ok, nó tốt, tươi sống, kể cả chuyển 2-3 ngày nó vẫn tươi sống, rất đành đặt, không tươi sống giả lại được. Tại vì sao? Mình thì mình đầu tiên là không quen biết gì đâu nha, sau sử dụng nhiều thì mình có lấy. Khi mà mình bao giờ thấy nhà ăn hải sản alo Phúc Hải Sản là có ngay. Mà kể cả nhá, rất là nhiều công ty, rất là nhiều người bảo anh em mình bán sản phẩm từ quần áo này, giày dép này, từ những cái mà nhỏ nhất đến lớn nhất,
lớn nhất đều bảo là anh em mình bán xong rồi ăn chia lợi nhuận đấy, nhưng mà mình không làm. Tại vì sao? Thứ nhất, không có xuất xứ rõ ràng, không có, không mang lại lợi ích cho khách hàng đấy, không làm tức là bán chui đấy, nó không có giấy phép. Mà mọi người biết là những cái hàng thị trường nhé, giả dụ như giày dép là thứ nhất này, quần áo là thứ hai này, đồ phụ kiện là thứ ba này, nó lãi kinh điển luôn, lãi kinh điển. Tại vì sao nhé? Tất cả những cái live stream, tại vì sao anh em mình không bán những hàng đó? Tại vì nó không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nó không được nhà nước công nhận là hàng hóa được phép lưu thông ấy. Thế là không làm. Lãi, nó có thể lãi một gấp 5 lần. Đó là về cái hàng sản phẩm bán ra ở cái thị trường quần áo này, giày dép này, phụ kiện này, rất nhiều. Ngay cả khi nhá, mọi người biết cái bột trà xanh Matcha Tama TV của anh em mình nhỉ, là nhá, có đầy đủ giấy tờ. Đây, tức là khi mình nghiên cứu cái sản phẩm đấy nhá, khi mình nghiên cứu cái sản phẩm đấy thì thực sự là đầu tiên là cũng không nghĩ là anh em mình sẽ bán cái sản phẩm đấy đâu. Nhưng mà thật sự là sau khi tìm hiểu về cái sản phẩm đó thì nó thực sự là sẽ tốt cho mọi người là thứ nhất. Mà cái thứ hai là mình thì trước giờ mình quan tâm đến cái lợi nhuận của việc bán hàng bột trà xanh Matcha Tama TV cả. Tại vì mình đã giao hết cho hai đứa nó làm được bao nhiêu thì nó lấy bấy nhiêu. Nhưng mà cái sản phẩm ấy là phải rõ ràng, có giấy chứng nhận của giấy chứng nhận của nhà nước, giấy chứng nhận của từ cục từ bộ xuống là an toàn vệ sinh thực phẩm là thứ nhất. Và cái thứ hai là nó đã được kiểm nghiệm tất cả, không biết là nó có đấy không nhỉ, chờ chút mình sẽ cho mọi người xem. Mình làm cái gì nó cũng phải tất cả mọi thứ, hình như không có đây đâu. Hôm sau sẽ cho mọi người xem. Nói chung tất cả mọi thứ về đấy là chia sẻ về làm quảng cáo. Thì YouTuber nào cũng sẽ làm quảng cáo ngoài thôi, nhưng mà phải lựa chọn cái quảng cáo mà làm. Mình đã từng thấy những kênh rất lớn, 4 triệu sub, hơn 4 triệu sub, làm một quảng cáo về, thật sự là có kênh gần 10 triệu sub cơ, làm quảng cáo về cái quyền giao dịch nhị phân đó. Cái đó nó là cơ bản, không bao giờ mình làm. Khi mình comment ở dưới bảo là bạn ơi đừng có làm về quảng cáo cơ bản như đây, như đó, thì fan họ nói mình và bảo là ông không thế này không thế nọ, sao vào đấy đấy làm gì. Nói thật ra là cái có rất nhiều trang web cho mọi người quyền giao dịch nhị phân, nhưng mà nó không phải là về giao dịch về coin. Vì cái coin thì mình có chơi, có biết, có làm việc về chứng khoán, có làm việc về thị trường coin thì mình có biết. Còn cái quyền giao dịch nhị phân kia nó không khác gì tài xỉu cả. À, khi mà một người tổng người ta kêu gọi, người ta bảo là chắc chắn một tháng lãi 30%, không có đâu, thật, đừng tin vào những cái đấy, đừng tin vào những cái mà cứ bỏ tiền ra lãi được 30%, đừng tin vào những cái lệnh nào, ôi hôm nay chắc chắn là cái lệnh này, ôi
Thì hôm nay chắc chắn là bao nhiêu lệnh này là chắc chắn ăn. Bảo hiểm vốn không có đâu. Khi không bảo hiểm được là quỹ bảo hiểm vỡ nữa. À, không có gì là chắc chắn cả. Có những người chắc chắn đến mức hôm nay phải ra con lô này. Ôi, 40 mấy hôm bay hết tài sản. Thế nên là đừng chơi vào những cái trò giống như là cờ bạc. Có những cái trò đó, quyền giao dịch nhị phân đó, mọi người bỏ đi nhá. Không nên chơi nhá. Có thể sẽ được một phần nào đó, nhưng mà được ở đâu đó, nhưng mà không kia đâu. Mọc cá say rồi. Đâu, có uống rượu đâu mà say. Uống rượu đâu mà say. Thôi bây giờ có thể trả lời comment của mọi người một chút nè anh ơi. Đâu. Chào Hưng Hoàng nha anh ơi, mau đệ đốt đống rơm vì mấy quả trứng có cháy hết không? Đúng, cái đống rơm mình cháy 3 ngày mới hết. Gần như 3 ngày, hôm sau còn nướng cái đầu lợn nữa cơ. Hôm sau còn nướng cái đầu lợn. Hôm sau lại mưa nhỏ nhỏ nhưng mà không dập được. Cháy đúng 3 ngày mới hết. Gì mà BX thế? BX là cái gì? Mấy con gà đa cấp với phiên anh trên. Cái này mình không nhắc đến là cái gì cả nhá. Nhưng mà mọi người không nên chơi những cái hình thức giống như cờ bạc các kiểu. Các kiểu nhá. Không có đây. Cái này gọi làm sao được? Máy tính gọi làm sao được? Bật máy tính lên, cầm cái này thì khả năng gọi được. Chịu điện thoại em để đâu thì biết rồi. Trong này không có đâu. Đó. Vậy thằng luật sư X có liên quan không? Chào An Trinh nhá. À, thật sự là vụ này thì của anh em mình anh luật sư X không liên quan nhá. Anh luật sư X là họ Nguyễn á. Không liên quan gì đến việc của anh em mình đâu nhá. Chào Trung Nhảy nhá. Rồi tình hình sao rồi bạn? Tình hình bây giờ là cũng có một chút khởi sắc một chút nhá. Nhưng mà bây giờ thật sự là anh em mình xác định là sẽ bắt đầu lại từ đầu rồi. Nên là sẽ chiến với bọn nó đến lúc nào cảm giác thấy mỏi thì thôi. Mỏi thì làm lại từ đầu. Chứ không thể để bọn nó, tức là nhá, cái công ty bọn nó đăng ký rất rất là nhiều cái nhãn hiệu, từ nổi tiếng này, đến sắp nổi tiếng này, đến nhãn hiệu hàng hóa này, để chúng nó làm gì thì không biết. Đấy, chúng nó làm gì thì chắc là mọi người cũng sẽ hiểu rồi. Đấy, chúng nó còn sẵn sàng may túi ba gang để đựng tiền, rồi lại còn bảo là một vụ kiện là ăn cả năm đấy. Mọi người hiểu như thế đấy. Anh ơi, lúc em đi du lịch Tản Lĩnh vào quán sữa không thấy em, anh em buồn lắm. Thật sự là anh em mình cũng ít ở nhà lắm. Có cơ duyên thì lên thì gặp thôi. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì bây giờ Covid cũng ủng thế này thì thôi, tốt nhất là mọi người cứ ở đâu thì giữ nguyên ở đấy nhá. Đừng có đi lung tung nhá. Quán sữa sao rồi, lâu lắm không quay. Quán sữa đang dịch, quay cái gì? Quán sữa đang bây giờ đang dịch loại tà phòi ra. Bây giờ không có khách du lịch thì quán sữa đóng cửa chứ làm sao mà đấy. Mấy ông họ Đỗ này cái lắm, ui cày lắm, biết làm nào được. Người ta làm việc của người ta. Kể cả những người như anh Tiến Bị vào gì nhỉ? Nên ủng hộ những anh em nghiện có cơ hội quay đầu. Những anh em gì nhỉ? Những hội nghiện rất là đông. Nên ủng hộ từ thiện cho những anh em nghiện để có cơ hội quay đầu. Những anh em nguyện còn có cơ hội quay đầu. Còn những cái thằng như mấy cái thằng mà làm chuyên đi ăn cắp thương hiệu ấy, nó không bao giờ nó quay đầu đâu.
nó giết được thằng nào nó giết, nó kiếm được thằng nào nó kiếm, nó không kiếm được của thằng này nó sẽ đi kiếm thằng khác. Đấy, nó nhiều cái lắm. Cái kênh anh em Tam Mao có phải kênh mới đúng không? À đây nhá, à, giới thiệu với mọi người cái kênh mới của anh em mình nhá. Đây, đâu nhỉ? Đây, đây mọi người search là search trên YouTube anh em Tam Mao nhá. Anh em TM đi, TM. Tại vì mình không dám được để chữ Tam Mao nữa. Đây, nó sẽ hiện đầu tiên ở trên này nhá. Đó, click vào đây xem nhá. Click vào đây. Nó có 31,4000 người đăng ký rồi nhá. Là anh em mình vừa tạo được 4 ngày hôm nay thôi. 4 ngày hôm nay là có 31,4000 người đăng ký. Và hiện tại cũng chưa bật kiếm tiền gì cả. Hoặc là có thể search đây vào YouTube, search Tam Mao TV. Mình có để link ở dưới mô tả nhá. Đây, search Tam Mao TV thì nó sẽ ở đâu nhỉ? Kéo xuống dưới. Đâu? À đây. Đấy. Đấy, có anh em T và M. Mọi người bây giờ rất là nhiều cái kênh fake của anh em mình. Đấy, thì hiện tại là kênh mới của anh em mình, cái kênh dự phòng ấy. Để nếu mà giả dụ anh em mình thua trong cái vụ kiện này á, thì anh em mình sẽ có cái kênh anh em TM để thay thế vào. Tại vì sao? Tất cả những cái kênh thuộc hệ thống trước của anh em mình đều có liên quan đến Tam Mao. Thế nên là nó có thể, nếu mà anh em mình thua trong vụ kiện này thì nó có thể chết bất cứ lúc nào. Thế nên là anh em mình sẽ sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu. À, vì sao là anh em mình không nhắc đến tên và không nói đến tên hai cái thằng mà đăng ký thương hiệu của mọi người và của anh em mình? Vì khi mà giả dụ như mình xúc phạm những người khác hoặc là kia thì nó sẽ liên quan đến luật. Thế nên là mọi người có thể thông qua những cái video hoặc là kia thì có thể biết đến anh em nhà nó. À, mình chả nói gì đến cái đấy cả. Thế nên là mọi người cứ thoải mái nhá, cứ thoải mái trao đổi ở dưới comment dưới kia nhá. À, thôi bây giờ sẽ đọc comment của mọi người một chút nhá. À, chào tất cả mọi người nhá. Cái kênh anh em TM có phải kênh mới không? Đúng không? À, nhưng mà cái kênh của mình bây giờ cái anh em TM bị react khá là nhiều. Thế nên là mọi người cứ thấy cái kênh nào nhiều sát nhất, 30-40 ca sát ấy, thì đăng ký nhá. Mà mình để dưới bình luận, dưới bình luận đấy nhá. Sau để mình ghim comment xong. Căng quá huấn ơi, sao lại ông Cường này hay ghê. Rồi, mình có tính chém gió từ bé mà. Chào tất cả mọi người nhá. Là sao hả mọi người? Đăng ký tất cả các kênh hình như là cũng không phải là thường kênh anh em của anh em Tam Mao mình đâu. Và thật ra là mà những cái kênh là mà để từ ngày mai mình sẽ đăng lên fanpage là những cái kênh nào mà nói đấy. Nói chung là sẽ có những kênh anh em mình sẽ chia sẻ ở trên tab cộng đồng này, dưới comment và dưới video của anh em mình. Những kênh nào mà nói về cái công ty lấy thương hiệu của anh em mình là thứ nhất, và nói về những cái người mà hai cái thằng mất dạy là thứ hai. Những cái đấy anh em mình sẽ chia sẻ, mai mình sẽ có thông báo chính thức là để chúng nó. Tại vì sao mình phải làm như thế? Tại vì sao mình không mua lại thương hiệu của chúng nó? Tại vì sao mình không thỏa hiệp với chúng nó? Tại vì mình muốn, thứ nhất là mọi người này, anh em YouTuber này, biết đến cái chuyện này này, để mà tránh để như anh em mình tránh mất thương hiệu,
phải đi đăng ký thương hiệu luôn đi. Mà nếu mà đăng ký thương hiệu rồi nhá, mà bị chúng nó đăng ký rồi thì xử lý nhanh còn kịp, đừng để chúng nó cấp bị được cấp văn bằng như anh em mình, phải làm luôn đi. Và cái thứ hai nữa là mình cũng muốn là cộng đồng sẽ phản ánh được, sẽ tránh được cái cộng đồng YouTube ấy, anh em làm YouTube ấy, sẽ tránh được cái gọi là vừa mất tiền vừa mất thời gian mà vừa đau đầu đấy. Thế nên là anh em mình nhất quyết là sẽ không thương lượng nữa, cho dù nó đến đâu thì đến, thật sự luôn, thật sự nó đến đâu thì đến. Vụ thương hiệu cứ gặp bố độ để tham khảo. Vụ của anh Độ Mixi, thì nó đơn giản hơn một chút, là khi anh Độ lên đăng ký ấy, thì là thấy họ đăng ký rồi chưa được cấp văn bằng, họ chưa được cấp văn bằng. Thế nên là nó dễ giải quyết hơn của vụ của anh em mình là họ được cấp văn bằng rồi, mẹ nó kiện thẳng lên YouTube là kênh của anh em mình vi phạm bản quyền thương hiệu Tam Bao TV, bắt YouTube xóa kênh của anh em mình. Đấy, nó khốn nạn hơn ở cái đấy, khốn nạn hơn là nó chơi thẳng với YouTube, nó mất dạy thôi rồi. Đấy, chơi mới cho nó chất, coi vậy mất thì bỏ, còn nhiều anh em fan mà, đừng bỏ tiền cho chửi nó, cho chó nó ăn còn tốt hơn. Đúng rồi, thật sự đầu tiên ấy, mới đầu là mình có cái suy nghĩ là thế này, thôi mình lỡ không biết rồi thì đi xin người ta xem là người ta có trả lại cho mình không. Nếu mà trong cái vòng giải quyết được kinh tế mà giả dụ tiền ít ấy, thì mình có thể vừa mua vừa xin, thì xin lại được thì người ta thương thì người ta trả. Đấy, nghĩ thế. Nhưng mà hôm gọi cho anh Độ bảo là mẹ mày, mày định để cho chúng nó để đầu cưỡi cổ à, thì thế mới ngộ ra một điều là đéo thì cho chó ăn không được. Anh Độ bảo thế, đấy là câu anh Độ bảo thế, đừng có cho chó ăn không. Đó, thế nên là cứ chữ mà đừng chạm tới tên là được rồi. Mình nói thế thôi chứ họ đỗ rất là nhiều người, mà họ đỗ là một cái họ cực kỳ đấy. Mình có nói tên gì anh em nhà nó đâu, mọi người chắc cũng biết. Anh nhờ văn phòng luật sư tư vấn làm thủ tục khiếu lại Cục Sở hữu Trí tuệ. Đây, có giấy của Cục Sở hữu Trí tuệ rồi. Và tạm thời là anh em mình lại sẽ giữ lại được kênh trong vòng khoảng tầm 2 tháng nữa nhá. Đây, hôm trước là có một cái tin vui, và hôm nay là có một cái tin vui nữa, thì lại lên thông báo cho mọi người, đâu rồi, cái giấy của tôi đâu rồi, cái giấy của tôi đâu rồi, cái giấy của tôi đâu rồi, cái giấy của Cục Sở hữu Trí tuệ. Đây rồi. Đó, hôm trước có một tin vui và hôm nay lại có một tin vui nữa là muốn thông báo cho mọi người. Đó, hôm trước là tạm thời giữ lại được kênh nhá, và hôm nay sẽ lại giữ lại được kênh của anh em mình trong vòng 2 tháng nữa cơ. Đấy, đây nhá, cho mọi người xem lại cái giấy thông báo của Cục Sở hữu Trí tuệ nhá. Đây, đó, tức là nhá, ngày hết hiệu lực đây từ ngày 11 tháng 5 2021, Cục Sở hữu Trí tuệ đã được nhận được đơn, đại khái là nhận đơn của mình gửi để hủy văn bằng của họ ấy. Đó, thì sẽ thời gian này sẽ có, đây là ở bên dưới nha, Cục Sở hữu Trí tuệ đề nghị công ty ASM đấy thông báo cho Cục Sở hữu Trí tuệ ý kiến của mình về việc đề nghị hủy bỏ hiệu lực trên trong vòng 2 tháng. Đó,
trong vòng 2 tháng. Thế thì ít nhất là kênh của anh em mình lại giữ được 2 tháng nữa. Đấy. Thế nên mình mới bảo là hôm nay là có một cái tin vui. Tức là sẽ ít nhất là giữ được 2 tháng nữa. 2 tháng nữa. 2 tháng nữa để mình tức là sẽ gây dựng một kênh mới từ bây giờ. Giả dụ có thua sau 2 tháng anh em mình có thua trên kênh đó. Đó, trên kênh thì 2 tháng anh em mình lại có một cái kênh mới để cho mọi người có thể vào xem cười. Đấy. Kênh mới mình để dưới bình luận nhá, cái chữ anh em TVM ấy 31 phải mấy triệu sub rồi, hơn 30k sub rồi. Nhưng mà mình không bật kiếm tiền, chưa bật kiếm tiền đâu, tại vì cái kênh này để anh em mình dự phòng thôi. Giả dụ cụ như tại vì tất cả những cái kênh trước của anh em mình ấy đều liên quan đến Tam Mao, thế nên là chúng nó mà thắng ấy thì là đi hết mọi người, đi hết đấy, đi hết, thế là chúng nó sẽ giết kênh của mình. Thế là sẽ phải tạo một cái kênh mới với đó. Kênh ẩm thực hiện tại thì sẽ hoạt động khoảng tầm 2 ngày một video, 2 ngày một video, cố gắng để ra được một cái. Bây giờ mình cũng thuê thêm người là thứ nhất này, thứ hai nữa sau cái vụ này ổn định thì mình sẽ cố gắng làm cái hoàn thiện cái nội dung của video, làm sao cho chất lượng nhất này. Tại vì sao anh em mình nhá, người ta cứ bảo là những cái kênh lớn đều có ekip này nọ rồi kịch bản này nọ các kiểu, nhưng mà từ trước đến giờ ấy, anh em mình chưa có một ekip nào đứng sau hay cái gì cả. Tất cả những clip là đều buổi trưa mình tranh thủ làm, buổi tối mình tranh thủ làm, xong rồi ban ngày là đi chuẩn bị đồ, từ đi chợ tất cả mọi thứ đều mình làm hết. Đấy, thế nên là nó không được, bây giờ nó kiểu nó nhiều việc không được cháu chốt lắm. Thế nên là sẽ sau cái vụ này mình sẽ làm một cái từ gọi là làm từ đây luôn, làm để cho mọi người nhớ đến, chứ không thể làm qua loa, làm qua quýt, làm cho có được từ chứ. Ngày trước đợt vừa rồi là mình cứ hay làm cho có video là được. Không được. Cố lên anh ơi. Chào Ngọc Linh nhá. Cố lên anh ơi. Em tin vào luật nhân quả, đúng không? Luật nhân quả là cái luật mà bất kể cái luật sư nào cũng không thể bào chữa được. Có bào chữa được ấy thì chỉ có bào chữa với Diêm Vương, mà Diêm Vương thì không bao giờ nhận hối lộ hay là cái gì đâu, đốt bao nhiêu tiền vàng không đốt được đâu, để luôn ba lồng TV. Chào Kenuba nhá, một video được 100 đô không anh Cường? Thật ra về cái thu nhập ấy, nếu mà nói là một video được 100 đô hay không thì nó đúng thì cũng đúng, mà tức là có nhiều hơn thì cũng có, mà có ít hơn thì cũng có. Giả dụ như những video nhá, không có một cái gì cả, chỉ có ôm con gà trọi lên, nó bị vàng tiền, nó không hiện được quảng cáo, nó có 1 triệu view thì cũng không được 100 đô. Đấy. Mà nó có 10 triệu view nó cũng không được 100 đô. Nhưng mà có những video nó ít view, giả dụ như 100.000 view, 200.000 view thì nó lại nhiều tiền hơn cái video 1 triệu view mà bị vàng tiền. Đó. Đấy. Một video được 10.000 đô. Ui, một video mà được 10.000 đô thì một ngày tôi quay 10 video kiếm 100.000 đô. Rồi, một tháng thế là 3 triệu đô. Ui, giảm, siêu giảm. Chào Huy Nguyễn TV nhá, một video phải được 2k đô. Nó tùy bạn ạ. Không phải là một video nào cũng được 2k đô đâu. Thật sự mình chia sẻ chuẩn.
là có cái video mình được nhiều tiền nhất, đó là cái video châu luộc cả con. Thì cái video đấy ấy, là mình đầu tư một con trâu, đấy là mất 15 triệu, đấy là tiền mua con trâu, rồi các thứ nữa lên đến 20 triệu. Thì cái video đấy nó 20 triệu thì coi như 1.000 đô đi, thì cái video đó nó được khoảng tầm 3.000 đô đến tức là 2 năm nay á, 2 năm rưỡi đi, 2 năm rưỡi, coi như 2 năm rưỡi thì nó được tầm 3.000 đô. Thế là sẽ lãi 2.000 đô trong vòng 2 năm. Trong vòng 2 năm video đó. Và bây giờ nó cũng tắt view rồi, tức là nó không được bao nhiêu đâu. Không được bao nhiêu nếu mà tính vào video đó. Châu luộc nguyên con thì mình lãi 1/3, coi như là 1/3. Còn bây giờ là không tính đến nó nữa, tại vì nó hết view rồi ấy. Mau đệ đi đâu? Ôi, mau đệ đi ngủ lâu rồi. Anh chấp nhận thua ra kinh nghiệm mới hả anh? Sao lại chấp nhận thua? Chưa bao giờ mình nghĩ, à có nghĩ đến trường hợp là sẽ thua vụ kiện này. Thua vụ kiện thì thôi, mình sẽ làm lại từ đầu. Thật ra ở cái vụ kiện này, người ta cũng chả bắt mình được bồi, mình phải bồi thường cái gì cả. Mặc dù là nó mail cho mình, nó bảo là đây, để mình sẽ mở cái mail mình đọc cho mọi người xem nhá. Đọc cho mọi người xem cái mail mà nó gửi cho mình. Nó còn dọa mình là bảo là mày à đâu nhỉ? Từ từ chờ mày cho. Đâu. À đâu. Đâu nhỉ? Từ từ chờ mình chỗ nào. Đây rồi. Gmail chấm. Cho mình chút, ngôn dọa mình kỳ lắm. Mẹ Gmail. Mẹ mấy con chó mà. Cho mình con. Rồi, dọa mình thế này. Đâu nhỉ. Rồi, mấy hôm mấy anh em nhắn tin trôi mẹ cái tin nhắn của nó. À đây. Sao chị đổ cái ra ngay. À, nhầm mèo à? Ừ. Từ. Đỗ. À. Từ. À. Mười một tháng năm, ngày 27 tháng năm. Wow. Quên mẹ. Wow. Bùi Thanh Tùng là nào đây? À, wow. Từ. À, tức là đại khái là nó dọa mình là đấy nha, sẽ tìm ra cái mail của nó. Tại mình nhiều mail quá, mấy hôm anh em nhắn tin nhiều quá. À, trôi mất cái mail của nó rồi. Nó đâu rồi? Kiểu gì nó chẳng phải hiện ra đấy. Mày chạy đâu cho hết đâu. À đây. Đây rồi. Đấy. Mình sẽ quay ở bên dưới thôi nhá. Không quay tên nó. Quay tên nó này. Chết. À, từ. Đấy. Gửi Cường. Bên anh thấy em vẫn đăng tải sử dụng cụ thể nhãn hiệu Tamao TV lên các video mới xuất bản của mình. Đấy, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đủ. Dù đã được cảnh báo, phía bên anh buộc phải đưa ra việc này lên cơ quan chức năng công văn chính thức để sẽ được gửi trong email tiếp theo. Trân trọng. Ôi,
Đấy, thế mình mới trả lời là các ông yên tâm. Đấy, tôi cũng thu thập đủ thông tin rồi. Đợi ngày cùng các ông ra tòa làm việc rồi. Đấy, đấy. Đấy, quen làm ăn chung đấy, xong mình bắt đầu tức quá mình chửi. Đấy. Và tất cả những nhãn hiệu bọn mày đăng ký đấy, các kiểu. Kể cả cái web Tama TV xuất hiện. Đấy. Facebook chúng mày, nói chung là mình cũng trả lời chúng nó một cách bình thường thôi, chứ không kê gì cả. Đấy, nó bảo là mình đây là mình up clip lên kênh mình ấy, nó bảo là đấy là hành vi vi phạm nghiêm trọng dù đã được cảnh báo. Tức kiểu như mình cho con mình ăn ấy, đấy là một hành vi vi phạm nghiêm trọng, không được phép. Đấy. Con em mình nhưng mà mình không được phép cho ăn, vì đấy là cái hành vi vi phạm nghiêm trọng. Nhưng mà thôi kệ nó thôi. Nasilat, gì? Độ Michi Lai đang nói về anh kìa. À, anh Độ đang live đâu ấy? Sao quên mất không xem. Bên anh Độ qua Độ đang nói kìa. Anh Độ đang nói bên anh nhấn mạnh có đẳng cấp. À bên Michi Gaming à. Đổi tên có được không ạ? Không đổi được, đổi tên nhá. Tức là nhiều người cứ lầm tưởng là đổi tên là được, nhưng mà khi một cái nhãn hiệu ấy, họ đăng ký ấy, thì có chữ Tamao đồng được. Đấy, giả dụ ẩm thực Tamao của mình đổi tên là ẩm thực TMM. Nhưng mà còn nhiều cái nữa, nó tức là nhá, khi mà nó đã muốn chơi mình, nó ra muốn chơi xấu mình ấy, nó sẽ moi đủ thứ ra, không phải đổi tên mà được đâu. Nó sẽ làm cho mình sập, chứ đừng nghĩ là đổi tên là được. Chào Thảo Văn Nguyễn, là vụ gì vậy? Uầy, bây giờ vào đây lại hỏi vụ gì vậy, kiểu là người đâu đến ấy. Anh Đỗ có nói gì đâu. Tình hình ra rồi anh em. Tình hình là vẫn là khá là căng thẳng. Cái này là thằng đó đăng ký nó được anh. Rồi. Chào mọi người nha. Bây giờ sẽ trả lời từng câu hỏi của mọi người nha. Cố gắng vượt qua anh ơi. Chào Hải Lê nha. Được thì chơi từ bến. Bây giờ làm chơi từ bến này. Mới đâu là định không kia với bọn nó đâu, nhưng mà thôi, nếu mà mình chịu chấp nhận ấy, thì còn nhiều người khác sẽ bị thiệt vì chúng nó. Nhiều người khác sẽ gọi là giả dụ như anh em mình mua lại bản quyền chúng nó, thì có nhiều người khác giả dụ chúng nó đang đăng ký ấy, thì mình muốn thông báo là ai mà đang có một nhãn hiệu đấy thì nên search xem là bị đăng ký chưa. Nếu mà bị đăng ký rồi thì làm đơn phản đối đi. Làm đơn phản đối khi mà chúng nó chưa có văn bằng ấy, thì làm đơn nó dễ hơn là khi mà như anh em mình, bọn nó được cấp văn bằng rồi. Rất là khó. Thế nên là anh em mình sẽ anh em mình muốn làm một cái gì đó cho mọi người, để mọi người biết rộng rãi về cái này nhá. Cố lên đánh giá coi như một thử thách mới, đúng không? Thật ra tất cả những gì mà mình trải qua hay là kia, nó đều con người mà. Khi mà trải qua một cái gì đó, khi đi trên một con đường nó bằng phẳng quá, nó không có một cục đá nào, nó không có một cái vấp ngã nào ấy, thì mình sẽ không. Khi tức là đi một con đường nó bằng phẳng quá, khi đến cái đoạn con đường bằng phẳng quá dài ấy, dài quá, khi đến một cái đoạn
nó trơn trượt, nó vấp ngã, mà mình lúc đấy không đủ sức nữa, kháng cự nữa thì là sẽ ngã. Còn bây giờ mình cứ đi cái đường nào khó đi đi, không phải là đi đường nào khó đi đi, mà cứ trải đi. Rồi nó, tức là khi một con, một cánh cửa nào nó đóng lại với mình thì mình phải mở ra được một cánh cửa mới. Không mở được thì đập tường ra, chứ đừng có ở tù. Thế thôi. Càng phết Nguyễn Tất Thắng cũng có thằng léng phéng rồi đấy. Là sao nhỉ? Chào Sơn TV nhá. Chào mọi người nhá. Chào anh, yên tâm dislike nó. Không 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 phải là, không phải là luật sư, luật sư ít đâu nhá, đừng đừng vào đấy chửi lung tung nhá. Chuẩn đấy. Chào Hồng Hớt TV nhá. Đúng là nó đấy. Chào Hồng Hớt TV nhá. Đúng là thằng đấy đấy nhá. Đúng rồi. Đúng rồi. Bạn Hồng Hớt TV nói chuẩn nhá. Tình hình thế nào rồi? Tình hình là vẫn vẫn chờ kết quả của cục sở hữu trí tuệ thôi. Chứ mình bây giờ cũng không làm được cái gì cả. Chào Sáng Cà Phê nhá. Chuẩn nó lên luôn nhá. Hai người cơ, hai người cơ. Hai người. Một thằng anh nữa, không phải thằng, mọi người nói có mỗi thằng em thôi. Chào anh Văn nhá. Đúng không? Đúng nó đấy. Còn thằng anh nữa. Lôi lốt tên thằng anh nó ra đi mọi người. Chào Lê Tuấn Anh nhá, Tuấn Lê Anh nhá. Đúng nó luôn. Thật sự là mình cũng thấy, sau cái sự việc này là mình cũng thấy thất vọng rất là nhiều về, tức là ngày xưa ấy, ngày xưa như này, tức là như này nhá, mình không, mình không phải là gì, mình không 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 kiểu là quá cái gì nhỉ, từ mà đợi mình chút nha, để lấy cái sạc anh, lấy cái sạc. Dây. À thôi. Thật sự là ngày xưa ấy, là khi xem những cái luật sư mà bảo hộ cho gọi là cho chủ ấy, hay là cái gì mình không biết. Nhưng mà ở đấy, đúng, thích ăn trộm, chuẩn đấy. Chào Xuân Lộc ND nhá. Đúng, thích ăn trộm chứ không phải là thích là nhích. Đấy. Ngày xưa, à, từ từ đâu ấy, ngày xưa là cứ nghĩ luật sư là phải đấy thế nào đấy, nhưng mà sau này nghĩ lại đúng, đến nhá, đến tử tù người ta cũng có luật sư biện hộ, tức là cái vai trò của người ta là phải biện hộ cho thân chủ, à đúng rồi, thân chủ của mình, để làm sao giảm bớt cái bớt cái tội nhiều nhất, giảm nhiều nhất cái tội mà thân chủ của mình gây ra đấy. Nhưng mà có những cái luật sư đấy, là những cái luật sư gọi là tốt nhá, và những cái luật sư mà gọi là đem kiến thức để bảo chữa cho thân chủ, để nói với quan tòa. Còn có những cái luật sư mà họ đem cái kiến thức của mình đi để
gọi là ăn đi để ăn cướp cái công sức của người khác. Đấy. Những cái luật sư như thế nhá, biết cái thân chủ của giả dụ có một ông, giả dụ như mình là luật sư đi, có một ông đến bảo mày bây giờ bảo mình là bây giờ tôi thuê ông chừng người tiền, ông biện hộ cho tôi đăng ký cái nhãn hiệu trước, bây giờ bọn nó kiện tôi bây giờ có một ông là đến mình là luật sư nhé, bây giờ mình hóa trang là luật sư nhé, có một ông A nào đấy đến bảo mình là ok ông biện hộ tôi vừa đăng ký một cái bản quyền mà bây giờ thằng đấy nó không chịu đưa tiền cho tôi, rồi bây giờ kiện nó. Ok, mình là luật sư, mình bảo ok mình sẽ tìm hiểu là thì bây giờ cái thương hiệu, bây giờ thương hiệu của ông hay là thương hiệu của ai không, cái thương hiệu là tôi biết chó thằng nào, tôi cứ đăng ký rồi bây giờ ông có làm không. Thì nếu mà mình là mà luật sư tốt thì mình bảo không, tôi không làm cái việc đấy. Nếu mà vẫn luật sư đều ấy, ok ông nếu mà có đầy đủ giấy tờ có kia kết tôi làm cho ông. Đấy là luật sư đều nó sân ra thế. Mà đây nhá, nó còn lạnh lạnh còn hai anh em cơ, chắc chắn là nó sẽ làm cho anh đó gì cần cái gì nữa. Chào Chun Chun nhá, một like chuẩn nó đấy. Giả tỏa đi, giả tỏa thì cũng giải quyết được cái gì đâu, không thể nào trách được người ta. Người ta làm cũng chỉ vì miếng ăn bát cơm thôi, đúng không? Mình cũng không trách người ta đâu, trách là trách bản thân mình trước, là chảy mình không hiểu biết pháp luật nhiều. Người ta cũng vì miếng cơm thôi, nhưng mà kiếm cơm ấy thì kiếm cho nó đàng hoàng thế thôi. Ra là nhiều cái để kiếm cơm lắm, ăn học nhiều mà làm nhiều gì mà phải kiếm cơm từ những cái gọi là khổ như thế. Mẹ nó sạc thì chết rồi, chờ mình chút nha. Thôi khả năng là xem nào, like hết anh ấy, tắt bộ cái này đi là được. Khả năng là like hết pin thì thôi, còn 7% pin nữa. Hai thằng cháu họ Đỗ với Đỗ chuẩn luôn à, chuẩn luôn à, Đông Nguyễn Nam nhá, đúng không? Mà cả sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 91 thì là mất kênh à? Không phải là mất kênh, mà tức là nó chơi một bài nó khắm lộ như thế này. Mẹ nó đăng ký thương hiệu, nó được cấp văn bằng rồi, nó kiện trực tiếp lên YouTube, bắt YouTube phải xóa kênh của mình vì vi phạm thương hiệu, vi phạm thương hiệu Tam Tivi. Đấy, thế say chưa huynh? Say đâu, tôi cũng nhìn mặt mình say à? Không phải, mắt này là mấy hôm là thức với lại kia nhá, mệt không ngủ được, tức không ngủ được, cày thực sự cày. Mới hôm nay mất mấy cân rồi, cày kinh điển luôn. Chào tất cả mọi người nhá, kể chuyện ngày xưa đi. Ui bây giờ là mệt quá rồi, không để hôm nào vậy, để hôm nào nhá. Chào anh Duy nhá, để hôm nào nhá. Thế kênh của Thực Tam Mao có bị sao không? Đến hiện tại thì còn 2 tháng nữa để quyết định nhá, vì có giấy của cục và YouTube nó đấy rồi, còn sẽ còn 2 tháng nữa để quyết định làm sao sao đến kênh của anh em mình nhá. Thì có lấy lại được không? Chào cung ngố nhá, thì có lấy lại được không? Không biết được là có lấy lại được không. Nếu mà anh em nhà kia nó nghĩ đến thứ nhất là nhân quả, thứ hai là nó nghĩ đến cái lượt đời,
thì khả năng là nó trả lại cho mình thì cũng ok thôi. Chào chun chun nhé, chuẩn đấy, đúng. Đúng, bạn cứ bình luận đi. Chúng chính là chúng nó đấy. Chúc anh may mắn, cảm ơn mọi người nhá. Bị xóa rồi à, chưa? Chào anh Duy nhá, thôi để hôm sau cả. Viết tích của 98 Bắc Giang, chào anh. Chào tất cả anh em 98 nhá. Tình hình là trên đó dịch thế nào rồi? Mọi người cố gắng vượt qua cái đợt dịch này. Thật sự là từ ngày dịch giết đến giờ là mình cũng chưa dám đi đâu cả. Không dám đi đâu, có cái hôm mà cũng gần đây thôi, bảo là xuống Hà Nội để giải quyết cái việc này. Mà thật sự là đến bây giờ đi lại cũng phải ngồi cách có một tí khẩu trang, bịt kín, người bịt kín luôn. Thật, không dám đi đâu luôn anh em mình ạ. Anh đi từ thiện đi. Chào Ngọc Lâm nhá. Thật sự là nói về vấn đề từ thiện này thì nó là một cái vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Mình cũng làm từ thiện khá là nhiều rồi, nhưng mà chưa bao giờ mình nói trên kênh cả. Trừ đúng một vụ là mình với Mao Đệ ủng hộ đồng bào miền Trung 100 triệu cái đợt mình với Mao Đệ có nói trên kênh ấy. Thì đúng một đợt đấy là mình đăng lên kênh thôi. Còn tất cả những đợt từ thiện hay những cái kia khác mình không bao giờ đăng cả. Thứ nhất là tại sao mình không đăng? Là có những người khi mình đăng những cái công việc từ thiện lên kênh ấy, thì thứ nhất là sẽ có những người bảo mẹ làm màu rồi có làm từ thiện được 2-3 đồng làm màu xong rồi đăng lên kênh để người ta đăng lên để người ta khen khiếc các kiểu ấy đấy. Xong rồi có những người không biết thì lại bảo chả thấy chúng mày làm từ thiện hay cái gì cả. Nhưng mà thời gian những cái đấy mình không quan tâm lắm. Tại vì con người sống ở đời ấy, là cái tâm nó ở trên hết. Cái tâm nó quyết định tất cả. Còn ai nói cái gì mình không quan tâm. Vì mình làm cái gì đều, nói chung là tất cả nó đều có luật nhân quả cả. Khi mình gieo cái hạt nào thì nó sẽ có cái hạt đấy. Giả dụ như mình có làm một cái điều gì thất đức các kiểu ấy, có khi mình không phải chịu đâu, nhưng mà người thân của mình hoặc là người ai đó ở cạnh mình sẽ phải chịu cái hậu quả của mình gây ra. Thế nên là mình không bao giờ dám làm những cái việc gì đó mà đến lương tâm, động đến lương tâm, động đến đạo đức là không bao giờ. Công bằng ở đâu. Chào tất cả mọi người nhá. Làm cái đơn đến đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Nói chung là cái công việc này mình cũng đang giải quyết, thế nên là chưa thể nói sâu về cái việc mà anh em mình giải quyết như thế nào và làm việc như thế nào nhá. Để sau có cái thông tin chính thức thì mình sẽ nói rõ. Còn hôm nay là có tin vui. Còn là anh em mình lại được 2 tháng nữa để làm kênh đó. Vẫn có 2 tháng nữa. Chào Đông Nguyễn Năng nhá. 2 thằng cháu độ à, đấy nó đấy. Chính xác. Nói chung là mình cũng không nhắc tên anh em nhà nó làm gì, nhưng mà mọi người sẽ biết chúng nó là ai. Nói chung một thằng là luật sư cực kỳ nổi tiếng, lên VTV rồi các kiểu, lên thời sự các kiểu rồi, lên nhiều thứ rồi. Nhưng mà wow, đẹp trai, đeo kính, mặt bầu ính. Nói chung là về cái tướng phong thủy của nó thì nó không chê được cái gì. Nhưng mà mất dạy.
Chào tất cả mọi người nhé. Mau đệ sinh năm bao nhiêu thì vào Google mà tìm. Chúng mày không biết tra Google à? Thật ra thôi cứ tra Google đi. Mọi người cứ tra Google đi nhá. Mình cho bạn lên HTV. Sao lại cho mình lên HTV làm gì? HTV HTV gì? Tưởng VTV. Bạn không nói xấu. Không, mình còn nói xấu ai đâu. Bạn nói người đáo xã hội. Cái gì đây? Anh ơi căng lắm, nay khu công nghiệp thất thủ đưa 500 F0 đi cách ly oải trên Bắc Giang anh em. Thôi anh em Bắc Giang cố gắng ở đâu thì ở yên chỗ đấy nhá. Như mình mà giả dụ mình xem mấy cái clip là bị mình xem mấy cái clip mà đưa nhiễm SARS ấy, xong rồi mà không có bệnh viện, không tức là đi đến bệnh viện rồi mà kiểu chật quá, thật ra là cảm giác nó thế nào này, cảm giác nó thấy nó cái lúc mà nó dịch bùng phát, nó cái lúc đấy nó kiểu như là khó xử lý hay là thế nào này, quên chắc biết nói gì. Nó thật ra là bây giờ mọi người cố gắng là không tụ tập đông người và không đi đâu chơi gì các kiểu. Chào dân phạm nhân luật nhân quả, luật đời đạo đức sẽ đến với nó thôi, đúng không? Không, nói chung là thật ra để nói về cái luật nhân quả một chút thì nói thật ra mình cũng gọi là không phải biết mà nói chung là chém gió cho vui đâu. Tức là sẽ cái nhân quả là có phúc của đời trước, kiếp trước nó sẽ để đến đời sau. Kiếp trước mà mình ăn ở có đức, có gọi là có đức này, có tạo nói chung làm được nhiều việc tốt, việc thiện, sẽ được đầu thai vào một gia đình nói chung là kiếp trước mà tốt thì từ lúc sinh ra đến năm khoảng tầm 15 tuổi thì nó đấy là mình sẽ sống nhờ cái phúc khí từ kiếp trước của mình, tức là kiếp này của mình từ 1 đến 15 tuổi thì sẽ sống nhờ phúc khí của cái kiếp trước của mình. Sau đó là từ 15 đến hai mấy tuổi, mình không nhớ rõ lắm, là sẽ nhờ vào một nửa phúc khí mà kiếp trước của mình tạo ra và một nửa cái mà mình tạo được, tức là con người mình tạo được trong cuộc sống ấy. Và sau năm 28 tuổi hay 30 tuổi nhỉ, là mình sẽ không liên quan đến phúc khí của cái kiếp trước nữa mà sẽ phải tự thân làm việc đó, chứ không phải là hoàn toàn nó là phúc khí của đời trước, mà cái phúc khí của đời trước của mình sẽ tạo cho mình một cái tiền đề gì làm việc ở cái đời sau nó sẽ tốt hơn. Luật nhân quả thôi kệ nó. Nói rõ là luật sư nào đi anh. Thật sự là không phải luật sư X, vì luật sư X họ nghĩa là họ Nguyễn nhá. Thế thôi, mình chỉ nói được như thế thôi. Còn mọi người ở đây đều biết chúng nó là ai rồi và công ty chúng nó là ai rồi. Chắc chắn là hai anh em nó trả lại đâu, không phải trả lại đâu, bởi vì nghĩ được người ta mà nó không. Chuẩn luôn. Chào Tuấn Anh Vũ nhá. Chuẩn luôn. Chào tất cả mọi người nhá. Xem là máy còn mấy phần trăm pin. 3% pin. Rồi, chuẩn 1% mình sẽ tắt. Đứng đến gọi là sập nguồn thì mình sẽ tắt nhá. Ngủ đi muộn rồi. Chào tất cả mọi người nhá. Cảm giác của Mao Đệ khi tin như thế nào? Khi nghe tin tự
cảm giác của Mao Đệ là bảo là sao anh không cầm súng bắn chết mẹ nó đi. Mao Đệ bảo thế. À, bên MASEV kép cũng đang làm như anh rồi đó. À đúng không? À thật sự là quên mất đấy. À quên mất là còn chết rồi. Máy hết pin. Chưa hôm nay quên mất cái vụ đấy. Quên mất là tức là còn rất là nhiều cái kênh mà bị chúng nó đăng ký thương hiệu nhá. À giả dụ như kênh hôm trước là đâu nhỉ? MASEV đâu nhỉ? Quên mất hôm nay còn nhiều lắm. Nhất định ngày mai mình sẽ show hết cho mọi người xem là cái công ty nó như thế nào nhá. MASEV hôm trước là có nhắn tin cho mình và mình cũng chỉ cho là tức là cái MASEV đây này. Cái kênh của một ca sĩ nhạc sĩ. Đó. Kênh của một ca sĩ nhạc sĩ đây cũng có nhắn tin cho mình. May mắn là kênh của họ là vừa mới bị đăng ký thôi, chưa bị cấp văn bằng. Thế nên là chắc là sẽ xử lý dễ hơn thôi. Còn mình chưa liên hệ được cái kênh này. Mọi người xem cái kênh đây nhá. Mọi người xem cái kênh Baby Bird này là của ai nhá. Quên mất, từ hôm mình bận quá mình chưa kiểm tra được Baby Bird đâu rồi. Đây. Baby Bird này của ai thì thông báo giúp họ cho mình nhá. 27 triệu sắp nhá. Là cũng bị chúng nó đăng ký rồi nhá, nhưng mà chưa biết là được cấp văn bằng chưa. Đó, còn rất là nhiều kênh. Hôm nay mình quên hết. Cái mục đích chính hôm nay là định sâu. Ngày mai mình sẽ sâu hết tất cả những cái gì mà hai anh em thằng đấy nó đăng ký. MASEV là em của anh Độ. À thế à? Mình không biết được. Chính anh Độ. Thật sự là anh Độ là giúp đỡ mình cái vụ này khá là nhiều thông qua cục sở hữu trí tuệ và một cái mà anh bảo mình. Nhưng mà mình cũng không biết là MASEV cái kênh đấy là cũng quen với anh Độ đâu. Mà nói thật là nhiều cái điều không thể ngờ được lắm. Mọi người cứ tra đi thì sẽ biết chúng nó làm ăn vớ vẩn lắm. Rồi xem nào. Ôi, sắp sập nguồn rồi. Chào Linh Nguyễn nha. Đúng hai thằng nó đấy. Đúng chúng nó đấy. Thôi, sắp sập nguồn rồi. Anh hẹn mọi người ngày mai mình sẽ sâu hết những cái người mà đã và đang bị bọn công ty này nó đăng ký nhãn hiệu này, tất cả những nhãn hiệu mà bọn nó đăng ký này, từ kênh này, nhãn hiệu này, tất cả mọi thứ mình sẽ đưa ra. Ai mà dính nhá, ai mà dính mà bọn nó chưa có văn bằng ấy thì làm đơn đi, nó dễ hơn anh em mình là bọn nó được cấp văn bằng rồi đấy. Mai mình sẽ show hết cho mọi người xem nhá. Tức là ai mà dính cái công ty này, còn không biết là có phải là có một cái công ty nó có một cái công ty nó làm điều này không đấy. Nhưng mà cái không biết là còn nhiều cái công ty khác nó làm điều này không, nhưng mà mai mình sẽ show cho mọi người xem là cái công ty này nó hoạt động 2 năm nay như thế nào nhá. Và đấy, đây xem thì biết là công ty này hoạt động như thế nào và đấy, và tất cả những cái mà nó hiểu luật để lách luật đúng không, nó có cả luật sư bảo hộ cái thằng em nó ấy. Luật sư nổi tiếng ở Việt Nam đấy, không phải là đùa đâu.
thằng đấy lên VTV với kia nhiều rồi, luật sư nổi tiếng đấy. Nhưng mà mai mình chuyển sâu, tức là mình cũng là cái người không biết kia mà, tức là mình sẽ sâu ra để cho mọi người xem là có bị dính claim của chúng nó không. Đấy. Dính không? Nếu mà dính á thì liên hệ về cục sở hữu trí tuệ hoặc bảo mình sẽ chỉ cho chỗ mà là làm việc. Đấy. Nếu mà dính thì có hai trường hợp. Trường hợp đầu là bọn nó đăng ký rồi và chưa được cấp văn bằng từ cục sở hữu trí tuệ. Đấy, trường hợp đầu tiên. Và trường hợp thứ hai là dính và đã bị bọn nó đăng ký và đã được cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng dính như giống như anh em mình, thì trường hợp hai thì nó khá là khó. Trường hợp một khi mà biết chúng nó đăng ký rồi ạ, thì nó chưa được cấp văn bằng thì nó dễ hơn, giống như vụ cánh độ ấy. Còn vụ của anh em mình thì nó sẽ khó hơn một chút. Cái này hẹn mọi người tất cả vào ngày mai nhé. Mọi người nhớ đăng ký cái kênh mới của anh em mình để ở dưới mình để dưới mô tả nhé, cái kênh mới để dự phòng giả dụ của bọn nó có chơi thì còn có cái sau 2 tháng nữa còn có cái để mà cho mọi người xem. Thôi chào tất cả mọi người nhé, máy hết pin rồi, hết chạy pin rồi, gần ui. Chào tất cả mọi người nhé, hẹn mọi người ngày mai nhé.